Huy và Ngọc Hương xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, em quên khoe với anh Huy cũng như quý vị khán giả là tuần vừa rồi em vừa xuống Châu Đốc An Giang chơi đó anh Huy. Ngọc Hương sướng nha, nghề MC của Ngọc Hương nè, được đi đây đi đó, học được rất là nhiều cái hay nha. Dạ. Mà nói đến Châu Đốc thì em có biết đặc sản của Châu Đốc là món gì không ta? Anh Huy định nói món khô bò Châu Đốc đúng không? Khô bò cũng là một trong những đặc sản của Châu Đốc. Nhưng nếu nói đến Châu Đốc thì không ai không biết đến các loại mắm cá. Mà nói về các loại mắm cá thì tôi chợt nhớ ra là chương trình hôm nay tôi cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món ăn rất đặc trưng của người Nam Bộ. Món này có tên gọi là mắm lóc chưng. Chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau. Các bạn mua mắm lóc, lựa khúc giữa cho ngon. Thịt nạc, chúng ta xay. Gừng, băm, hành lá, ớt, dầu ăn, tiêu, đường, giấm gạo Lisa, gạt bột ngọt Ajinomoto. Em thấy nguyên liệu để thực hiện món này rất là đơn giản nha. Nhưng mà không biết là mình mua mắm như thế nào để ngon hả anh Huy? Rất là đơn giản và dễ lựa mắm ngon Ngọc Phương à. Chúng ta nên chọn loại mắm có thịt đỏ tự nhiên nè. Chọn mắm đã thấm đều gia vị ướp vào trong cá mắm. Và nhớ là đừng lựa loại mắm có màu chuyển qua màu nâu sậm. Như vậy là mắm rất cũ, mùi nồng lên thì sẽ ăn không ngon. Quý vị khán giả thân mến, để làm món mắm lóc chưng được ngon, chúng ta sẽ chọn mắm thật ngon quý vị nhé. Và làm như thế nào để chọn mắm ngon thì anh Huy đã hướng dẫn quý vị rồi. Ngọc Hương chỉ nhắc thêm một điều, đó là chúng ta sẽ chọn khúc giữa vì khúc giữa có nhiều thịt và dễ lóc xương. Hành lá chúng ta sẽ băm nhuyễn. Đây, anh sẽ ướp hành lá, bột ngọt Ajinomoto, một chút xíu tiêu. Dạ, ướp với Ajinomoto rồi, với tiêu. Ngọc Hương trộn lên cho anh. Lúc này thì tôi sẽ tiếp tục sắc gừng thành những sợi dài một chút xíu, chúng ta sẽ bỏ lên mắm để chưng. Dạ. Ớt sắc lát mỏng. Tiếp theo, mắm chúng ta sẽ cắt sợi vừa ăn. Xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho mắm vô đây. Dạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ ướp một chút xíu giấm gạo Lisa. Ủa, tại sao mình phải ướp với giấm gạo Lisa hả anh Huy? Chúng ta cho giấm gạo Lisa vô để khử cái mùi nồng của mắm. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ ướp một ít giấm gạo Lisa để khử mùi nồng của mắm. Tiếp theo anh Huy sẽ cho một ít đường vô mắm nè. Đường vô. À, có gừng băm nữa. Gừng băm nhuyễn vô. Ajinomoto. Ajinomoto. Đây, anh giao cho em trộn đều lên cho anh luôn. Dạ. Lúc này tôi sẽ bắt một nồi nước sôi lên để chúng ta bắt đầu chưng mắm. Anh Huy ơi, mắm này mình phải ướp trong bao lâu thì mắm mới thấm anh? Rất là lẹ Ngọc Hương à, anh nghĩ là khoảng 5 đến 7 phút là được rồi. Dạ. Tiếp theo anh sẽ cho phần thịt hồi nãy vô. Dạ, mình trộn đều hả? Dạ. Rồi, anh giúp Ngọc Hương nha. Dạ. Chúng ta sẽ trộn đều lên và cho vô một cái chén để chúng ta chưng mắm rồi. Dạ. Bây giờ là chúng ta sẽ cho một ít dầu vô. Ủa, trước khi chúng ta đem chưng hả anh Huy? Để cho phần mắm này và thịt được bóng hơn. Và đối với một số quý vị thích ăn hơi béo béo, chúng ta cũng có thể cho tóp mỡ lên phía trên. Và bây giờ tôi sẽ cho thêm 1-2 lát ớt lên cho nó đẹp trước khi chúng ta đem chưng mắm. Nước sôi quá chừng rồi nè anh Huy. Rồi, đậy nắp lại, chúng ta chỉ cần khoảng 20 phút là mắm là chín. Dạ. Để anh kiểm tra coi mắm chín chưa nha. Được thơm rồi đó, được ơi. Rồi, được rồi. Bây giờ anh sẽ cho vô một chút xíu gừng, gừng anh đã sắc sợi. Khi mà cho gừng sắc sợi vô rồi á, mình có cần đậy nắp lại hay là mình đem ra mình sử dụng được luôn Ngọc Hương anh Huy? Đậy nắp lại khoảng 1 phút cho anh. Dạ, đậy nắp lại 1 phút. Anh Huy ơi, hết 1 phút rồi đó. Cho thêm một chút xíu hành lên. Dạ. Một phần nữa không thể thiếu, đó chính là tiêu. Một chút xíu tiêu cho thơm. Như vậy là căn bản đã xong rồi Ngọc Hương à. Chúng ta dạ, chỉ cần gấp ra cho vô một cái dĩa. Anh sẽ gấp cho Ngọc Hương một miếng để thử nha. Dạ. Có miếng thịt nè. Chút xíu mắm. Dạ. Đặc biệt là một xíu rau thơm. Cảm ơn anh Huy nha. Rất là đậm đà anh Huy ơi, mà lại không có mùi nồng của mắm nữa, rất là thơm. Ngọc Hương nghĩ là do một phần chúng ta có ướp một chút giấm gạo Lisa đúng không anh Huy? Chính xác rồi. Còn quý vị khán giả thì sao? Hãy làm món mắm lóc chưng để có thể mời những người thân yêu của mình thưởng thức nhé. Ngọc Hương tin chắc là lần sau về Châu Đốc An Giang,
Ngọc Hương sẽ mua thật nhiều mắm khô để có thể làm quà cho những người bạn của mình. Chúc quý vị thành công và ngon miệng. Quý vị hãy đừng quên gửi thư về cho chương trình ở hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ, Ngọc Hương và Thanh Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.